lời sám hối, con cầu xin Đức Tổ sư Da Si Ra Na Ra Đa, xin Ngài trực tiếp dùng quyền năng của Ngài và gửi lời sám hối của con đến mười phương chư Phật, chư vị Bồ Tát, Ngài Bồ Đề Đạt Ma, Ngài A Di Đà, chư Thiên Hộ Pháp, chư vị Hiền Thánh Tăng, chư Thánh, chư Thần, chư vị Hồn Thiên Sông Núi, chư vị Cửu Huyền Thất Tổ, chư vị Vô Hình và Hữu Hình, chứng minh cho con vì vô minh che đậy, nghiệp lực sâu dày nên con phạm phải tội lỗi. Nay con kính xin Ngài và chư vị từ bi hỷ xả luôn chỉ dạy cho con trên con đường tu tập. Con kính xin Ngài gia lực cho tất cả chúng con để chúng con được mở trí, mở tâm, đồng tinh tấn tu học, đồng hướng tới mục đích giải tỏa đau khổ bệnh tật cho con và cho mọi người. Các vị tập trung vào lên sao số 7.
các vị tập trung vào lên sa số 6.
Các vị tập trung vào lên xa số 5.
các vị tập trung vào lưng xa số 4. Thank you.
Các vị tập trung vào liên xa số 3.
các vị tập trung vào liên xa số 2. Thank you.
các vị quân bình ông dừng lại, tập trung vào linh xa số 6. Con cảm ơn tổ, cảm ơn các đấng các ngài 3 lần. Chúng ta mở mắt ra, hít mũi thở miệng 5 lần, xả thiệt.